Tem uma moça vietnamita. Quero ou você uma mota. Uma mota? É. Muito obrigado, chefe. Não vai imaginar que um dia haverá... Um chefe grande aí. Chefe grande. Dá, dez mota. Dez. Phải khác nhau cái gì thì hơn 40 thì nó phải khác nhau cái gì chứ, máy mảnh hơn là cái gì chứ, thì xem nào. Bây giờ được đấy hả? Sâu wow, nổ té lốp về chết chưa. Ông này chưa biết đi xe hay sao ấy, nó lương liều. Ô xi nhan kìa, nhìn xi nhan kìa, đấy thấy chưa mọi người, đẹp trai. Ngày xưa mình thấy thôi, ông quý mà mua cho mình cái xe thì nói thật chứ tối nay là như La Tông là cứ suốt ngày là cứ đi ra đi vào là cứ ngắm thôi hả. Cả Motano bù là thế. Ôi dù OK, hello, chào tất cả mọi người. OK, hello. OK, hello, chào các bạn, mình tên là Tông. OK, chào mừng các bạn đến với kênh Quang Linh Vlog của Sang Châu Phi. Video hôm nay thì rất là đặc biệt đối với là anh La Tông. Đó là có một chị tên là Facebook, tên là Hoa Hồng đã gửi 18.200 cho em La Tông để em La Tông mua một cái xe đi lại cho công việc. Đấy, thì hôm nay là có anh Đồng ở đây. Thì anh Đồng là đang đứng kênh bên chỗ anh Quang Dũng để làm hỗ trợ La Tông rồi là dân bản với là Adianu với là ai nhỉ? Đít Lác đấy. Thì tình cờ mình thấy chị Hoa Hồng có gọi điện là bảo xe vừa rồi cũng mới mất đấy, đúng không? Mất xe đấy, mất xe thì đánh ra là mua một cái xe máy tiền chở anh Đồng hay gì đi đó đi làm ấy, đi làm cho nó tiền. Tên ông mà Mosa Vietnamita. Quero ou você uma mota. Chefe, uma mota. Muito obrigado, chefe. Não vai imaginar que um dia haverá uma pessoa que vai me ajudar uma mota. Você vai bom trabalho. Tem no mundo vai ajuda. Tá bem. Muito obrigado, chefe. Muito obrigado. Dạ. Sim. Rồi bây giờ là lúc sáng là mình có đi thăm dò xe rồi. Xe thì lúc đó là cũng tầm 690.000 là xe rẻ nhất. Đấy, dạo này xe lên kinh khủng luôn. Mà hiện tại đô thì đô ngân hàng là 900.000 là 1.000 đô. Thì tầm 690 thì nói chung là cũng sấp xỉ đâu đó là vừa đủ tiền mua một cái xe 18 triệu mua cả nón bảo hiểm rồi là tiền xăng rồi tiền dầu thay các kiểu. Rồi bây giờ đi ra cửa hàng để lấy luôn. Nhanh gọn luôn. Đấy, cảm ơn chị Hoa Hồng rất là nhiều nhá. Đấy, nói chung là cũng hỗ trợ các em phương tiện đi lại rồi là nhà cửa như này. Thực chất là như bản thân mình là mình cũng biết ơn các chị rất là nhiều. Hỗ trợ các em có cái phương tiện đi rồi là nhà cửa ở đấy, công việc thì có anh em bên này phụ trách hỗ trợ cho công an việc làm rồi. Đấy, cảm ơn các chị rất là nhiều. Chỗ bán xe máy thì cũng ở gần nhà anh em mình đây thôi. Có cái cửa hàng ở cách cũng tầm một cây số. Đấy, sướng nhất anh là Tông rồi. Ngoan cái gì cũng có. Đúng rồi, mình phải làm tốt công việc thì may mắn là nó từ đến thôi. Cứ làm tốt là được. Đây, cửa hàng thì nó cũng nằm ở dưới phía trên này rồi. Thành ra là cũng rất là nhanh. Đường xá Angola này. Ở đây là ở thị trấn. Cũng rất là đẹp. Thế như ở dưới này đúng không La Tông? Excellent Bachelor Rubetti.
La Teduca lấy lui. Sì, sì, sì. E vai un po' di filmare? Sì. Vai da? Ah, va, 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 okay. Vale per vendere ainda. Ah. Sì. Non so, vai comprare. Sì. Fala, quero filmare, barà, du famiglia, ve. Sì, aquí mesmo. Ah, ale. Sì, ale, 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 ale. Nhanh. Để contar primero, eh? Sì, sì. À, đúng rồi, xuống hỏi xem có quay phim được không? Tại vì ở bên này thực chất là tất cả các cửa hàng là người ta cũng cấm kỳ quay phim, hạn chế cho quay. Queremos comprar mota, mas queremos que. Tu vai, mano? Não sei pegar aí, sei pegar Da, da det mota. Des. Des. Vou levar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, des. Tira des. Mua 10 cái. À, xe này cũng rất là đẹp. It's got Suzuki. Sí, esa guitarra puede ser. À. Sí. Là cái này 602 này, nhưng mà nó vẫn như nhau nhưng mà hình như nó thiếu à máy máy nhỏ hơn. Máy nhỏ hơn. Máy 100. Đúng rồi, máy 100. Máy nhỏ hơn. Thôi mua cái loại 609 này hợp lý này, giá tiền này. Đây, có loại 940 là 1000 đô, hơn 1000 đô. Thôi, lấy cái này thôi, chốt thôi, nhanh gọn lẹ. Ê xì, gót xuống đấy. Sì, xa kỳ okay. Sì. À, ok. Sì. Vừa giá tiền. Sì. Nào, ta vừa. Thế có con nào mai stand, stand to, or stand to, ăn đi. Nú xích. Ôi, tu stand to. Ôi, stand. Ôi, tu stand to. Để xem coi có những cái loại nào mà. Ôi, tu stand to. À. Thì mình nghĩ là 609 này là hợp lý rồi. Chứ cũng không có loại hơn một xíu nữa đâu. Ăn đi. Cái này giống xe bạt xoa. Đi qua. Nào là đủ bạt xoa. Nào đủ bạt xoa. Cái này là bao nhiêu ấy đấy? Sao cái ấy là đủ João. João. Cái này là 640. Sim, 800, 730. 730. À, 730. 730 nghìn, hơn có mấy chục này. Nhưng mà nó khác nhau ở đâu? anh xem hả? Khác nhau cái mẫu mã. À, phải khác nhau cái gì thì hơn 450 thì nó phải khác nhau cái gì chứ, máy mảnh hơn là cái gì chứ. Để xem nào. Nếu mà máy mảnh hơn nào, Smica đủ nè. Smica đủ etibu em dùng moto Forza. Sí, máy sí. Forza Isu. Sí. Tem Forza mà. Cái này 50 này, 50 A 2A. Bên này bao nhiêu? 52A. Cái này 52A nó giống nhau mà. BD, BD 52 đa. À nó khác nhau ở cái hãng. Hãng kia chắc là sườn nó dày hơn tí. Đồ nó. Thì bây giờ là tông Gosu Isu Sula. Não, pode ser mais aqui, é igual. Igual? Sim, é igual. É? Yeah. Pode ser essa aqui. É melhor essa aqui para tu. Không, preto. Lấy cái này đi. Sim. Hơn có mấy chục mà. Sim. 730. Bây giờ nói là tầm 75 thôi. Bớt cho 30. 75 thôi. Manu. Manu ơi. Vai đi con tu. Tên đi con tu nó xuống. Ai? À, ông này có phải chủ đâu. Ông này bảo vệ. Tên đi con tu. Ờ, man. Vai đi con tu. Nó su comra ahí, bue. Ra comra bue mota ahí. Ra comra bue. Tên đi con tu, man. Vai đổ ca ô liu gasolina para ele. Con này đẹp này, con này đẹp hơn con kia, con đỏ hơn có mấy chục nghìn. Con này là hãng gì đấy? A Apollo. À Apollo, Apollo. Bên kia là 3D. Kawasaki. À 3D, 3D đấy.
Nhưng mà 3D đấy là xe đấy là ngày trước mua cho anh em team châu Phi nhiều lắm. Xe này hỏng nhiều, nhanh hỏng lắm. Cái xe đen này nó ấy này, nó vững này. Bền này, cái hãng này này. Cô mổ, cô mổ vai ba ga cô rồi. Por favor, no deixe eu entrar só. Até o caso ruim deu, já não é o apoio. De quanto sou? 10 mil. Essa quer dizer que está a 750. Tem de quanto? Aí tá bom. Vai comprar óleo, gasolina. Ah, só vai comprar gasolina. Compra só gasolina. Cabeceta. Sim, cabeceta e onde? Tá aí vender. Já tem, né? Aí vender cabeceta? Uma. Dá, 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 dá. Cái này là mới rồi. Então, motor já vem com capacete. É. Não junto. Mũ bảo hiểm không 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 ấy nhỉ, mua riêng à? Skin gì? Isso sim, sim. Você vai de assim, não vai ser nada, cliente, não vou fazer nada. Mũ này 15.000. Thế là esse quanto? Bom preço é uma vez. 750, mas tem que levar 140. É? O que ele fala? 630. Falou um preço que não é. Como assim? Não, o preço é quanto ele já vai ligar, mas como eu terá. Quanto? 640? Não, é 750. Sự gì là 750. Đùa ông này. Mấy ông này mỗi ông nói một giá. Tại vì 1.500.000 quá giá. 750. Nói chung là xe giờ nó vẫn lên rồi. Ngày xưa không, ngày xưa có xe có 300 mấy nghìn thôi. 358, 359, 400, 400 mấy thôi. Bây giờ phải lên được một nửa thôi. Tiền mất giá. Tiền mất giá. Tiền bây giờ đô lên gần trăm rồi, trăm nghìn rồi. 940, 690, esse é o preço médio. Ó, bây giờ là cái xe này là 7 là nếu mà 650 é junto isso. Tá bom. Đó, 750.000 cho cả cái bảo hiểm này thì cũng như nhau 700. À, nhà có nón rồi. Hả? Nhà có nón rồi. Nhà có mũ à? Mũ nào? Thì hình như là hai, phải cần hai mũ chứ. Coi đây. Một mũ thôi. Ở đây bên này thì một mũ là người lái thôi. Các gia đình. Nu nu ấy, nu ấy. Các gia đình, gia đình, gia đình, gia đình. Gia đình ấy xuống. Sim, gia đình. Casa gia đình. Não, esse já tem capacidade. Não. Não, em casa já tem. Já tem. À, có rồi. Thế thì cái này tầm 703, 703. Ui, xe thì xe từ 30. Xe thì xe từ 30, vô bà gà vô. Não, o chefe já falou que paguei só com o preço que... 30! Mais uma na semana, vou comprar mais aí. Vai comprar mais. Tem homem aí, homem aí. Chefe, facilita só. Nossa. 35. Ah? E 35. Ei. Já, tá bom. 30, né? Como tá bom? 735. Nói chung là giá xe hiện tại bây giờ là nó vẫn... Đấy, vai fazer... Có tiền. Vamos, vamos, vamos. Banco. Hã? Aqui não tem. Vamos, 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 vamos. Tem, tem no Rui? No Daiban. No Bic, o quê? Tem Bic, Bic. Dá, dá Bic. Pode, pode, pode. Vem, lá, mas... Chefe, vem sentar. Chefe, vem sentar. Vem, vem sentar. Vem, vem sentar. Vem, vem sentar. Vem, vem sentar. Aham. Muito bom. O Rui é muito bom. A gente... Esse vai trabalhar bem... Tem, tem ajuda? Sim. Tem? Bom, gravei no Big, no IBAN. Número. Ah, não tem expresso? Hã? Não tem expresso aqui? Não, outro vou mandar. Ele vai, vai, vai. Então sim. Vamos, vamos no banco e transferir. Vamos, dois. Vamos transferir. Vai lá. Vamos no banco. Você e ele. Bây giờ đi ra ngân hàng để ấy. Vai chuyển khoản. Ra ngân hàng để chuyển tiền. Thế sao? Anh đồng với là... Anh chủ xe, chủ cửa hàng xe đang ra cây để chuyển tiền mọi người ạ. Tình hình bên chỗ anh em mình ở đây là mấy cái dịch vụ thanh toán nó không được như ở Việt Nam đâu. Ở Việt Nam thì bây giờ chỉ cần nhiều khi đặt cái điện thoại lên cái
là trừ tiền rồi. Như bên này là phải đi loằng ngoằng ra ngân hàng rồi vào cây đấy, bắt đầu mới thao tác là chuyển tiền. Chứ lúc nãy mình bảo là xin cái số tài khoản ấy để mình chuyển qua cho nhanh nhưng mà cũng không có. Chắc là một phần nữa là cũng muốn là cho nó chắc ăn ấy, từ tay mình chuyển tiền ấy thì nó mới đảm bảo. Tại vì số tiền đối với người dân bên này thì cái số tiền đấy nó quá lớn. 18 triệu tiền Việt như thế là nếu mà Việt Nam, nếu mà bên này tính ra là tiền lương cái gì là cũng là mấy tháng lương này, đùa đâu. Không biết là anh này có phải là chủ không hay là người quản lý, cũng không rõ lắm. Chờ chuyển tiền xong thì sẽ lấy xe về cho La Thông đi mua dầu nhớt rồi là xăng để chạy Roda. Ấy giờ được đấy hả? Xe này mới đẹp này, xe này đẹp hơn xe kia. Xe 690.000. Cái mẹ tệ của xe 735. Mua thêm xăng với nhớt với dầu nữa. May mà có mũ bảo hiểm rồi, cũng đỡ phải mua. Giấy tờ thì em La Tông là sẽ làm trực tiếp với là anh chủ cửa hàng. Đấy, cái mùa mưa này ấy, thì cái lốp bánh này rất là bám đường, đi rất là an toàn. Cái này có thể là chạy chở anh Đồng đi này, hiện tại anh Đồng cũng không có phương tiện đi lại này, thì phục vụ cho công việc khá là ok. Đây, La Dông thì đang làm giấy tờ rồi, viết giấy tờ mua bán rồi sở hữu chủ xe. Anh Đồng là ngày xưa là cũng ấy nhỉ, tay sửa xe đấy chứ, sửa xe mà máy chứ. Nghề sửa xe máy ngày xưa là kiếm tiền ác lắm, tại vì dân ở đây là không biết sửa. Không, anh sang đây đi làm thuê thôi. Đấy, thì đấy, sửa xe máy, ai mở sửa xe máy ấy, thì kiếm cũng khá tiền. Ngày xưa thôi, chứ thời này thì dân bên này thì thực chất là xây dựng rồi là sửa xe cũng khá là giỏi rồi, tay nghề có rồi, cũng học hỏi được người Việt Nam, người Trung Quốc nhiều. Thành ra là bây giờ cũng làm cái gì nó cũng khó, dân nó biết hết rồi. không cần phải ấy nữa. Từ làm ngày xưa thì nói gì nữa, Angola ngày xưa thời điểm thì kiếm tiền gọi là kinh khủng luôn. Ngày xưa đô cái gì đang nhiều, như thời này thì hết rồi, hết thời rồi. Ôi đây, ui có mấy xe, coi xe máy nào nó kiểu là phân khối lớn nhỉ? Không có nhỉ? Không có con nào phân khối lớn nhỉ? Để mua con kiểu là phải vung 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 vung. Ôi, ấy nó tên mô tả. Quanto liga là bấm 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 bấm. Nothing. Ah, nơi tây manu. Xe này gọi là cái gì? Cabanu. 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 Tao milhão. Ah, onde? Milhão. Ah, onde? Tao da sua casa por foi já. Milhão. Milhão. Só le ấy này một triệu quán. Porque tem dois, essa aqui tá 60.000. Xe đấy máy này thôi, máy này mà bô khác. Thế thì không phải, nó phải là phân khối lớn mà. Phân khối lớn thì làm sao mà một triệu quan được? Ít nhất phải 6-7 triệu. Rồi. Xe đấy giống như là hàng khách, bô to nhưng mà nó cái kiểu này này thôi. Hey!
là chảy về luôn. Táo là chảy về nhà luôn. Táo ra luôn, bọc đi. Để không để cho là tông bọc được. Đập hộp. Cái này tháo ra anh ơi. Tháo cái này ra tí nó cho nó chảy về này. Ơ thế là dầu nhất là bỏ hết rồi à? Còn quá em. Tay có tay. Đúng thật. Máy mới đi sướng thật. Em ru luôn. Cái gì mới nó cũng em. Nó không tập ở đây hả? À. Lấy cưa lấy nổ té lốp đi chết chưa. Đừng có cắt vỏ đi, cắt lốp đi. Đấy. Cứ để là lên. Êm ru luôn. Rồi bây giờ là sẽ cho lát tông chảy về. Chảy về nhà. Dạ, bị gà đủ chưa? Để tôi vẫn tầm mãi chưa? Dạ, ok. Đấy. Mấy anh bán xe cũng rất là vui. Thứ nhất nữa là vui khi bán được xe. Và thứ hai nữa là vui khi là tông là có xe. Tại vì lúc nãy ngồi ở trên bàn ấy, thì chủ cửa hàng có bảo là làm cho người Việt Nam tốt thật đấy. Đấy. Tại vì mua xe ở chỗ này rất là nhiều rồi. Mà mua xe thì hầu hết là mấy anh chủ này là biết là xe này được tặng, chứ mấy anh thì không có tiền mà bỏ ra mua đâu. Có biết chạy không đấy? Anh ngồi đây này. Anh ngồi đây này. Đấy. Giờ là có xe đi làm rồi. Ngon lành rồi. Dạ, vay ra giờ nhá. Rồi, đây cho chạy về nhà. Úi xời. Ơ, nó tao bông. Một tần nó tao bông. Ông này chưa biết đi xe hay sao ấy, con nước liều liều. Tao đang chỉnh cơ. À, thấy đi sao thế nhỉ? À, lớp non, phải không? Đúng rồi, lớp non. À, lớp non, phải đi bơm lốp nữa. Đúng rồi, lớp non. Lốp hơi non này. Chỉnh méo bánh đấy. À, đúng rồi, lốp hơi non. Hay là vặn chết chặt. Sao bánh liêng ấy? À, lốp non. Nó chạy bằng cái vành. Đi bơm lốp đó. Để bảo lát tông đi bơm lốp. Úi xời. Ôi, xi nhan kìa. Nhìn xi nhan kìa. Đấy, thấy chưa mọi người? Đẹp trai. Rét trái rồi, xi nhan phải. Ông đùa quay được không? Anh đồng chỉnh, sao anh đồng chỉnh lại lỗ phải non rồi. Hay là ấy đây này. Ra chưa hết nốt. Lốp non. Thế chắc gì thấy nó liền liền mà. Đấy. Hay là nó vào nốt không đều. Hay là cứng chưa? Này cứng chưa? Bơm một tí nó ra nốt, nốt nó ra hết mấy cái vành. À, thế thì phải đi bơm đi. Đi bơm đi đã. Vai mà thế à đi. Thế thì mình tụt xe para in sai sai tụt đúng. Đúng rồi, cho đi ấy. Cho đi bơm lốp đã. Đây thì xong xuôi hết rồi nha mọi người. Giấy tờ cái gì là cũng bàn giao lại cho em là tông rồi. Thôi vai tới đâu được bảy nhá. Ok nhá. Chef, muito obrigado. E com a vossa ajuda, Deus é que sabe, chef. Ok. Vai tới đâu được cùng đồng. Muito bom, tới đâu được muito bom em. Phải cố gắng làm. Muito obrigado. Đấy. Có chỉ hồng hoa hồng hỗ trợ thế rồi thì mình phải biết cố gắng. Rồi cái này anh tí là cho nó đi bơm. Nó bơm to. Là ấy thôi. Đi thì giữ gìn xe thôi. Đấy, sướng lắm mọi người nhá. Ngày xưa mình thế thôi, ông quý mà mua cho mình được cái xe thì nói thật chứ tối nay là như La Tông là cứ suốt ngày là cứ đi ra đi vào là
cứ ngắm thôi nhá. Motanovu là thế. Ôi dư là so contra là về về. Còn ông Curenti Randy Tibue Amarato. Ngày xưa thế thôi mọi người ạ. Ai thế thôi. Có cái xe mới thì nó như là cảm xúc nó ngủ nó cứ lâng lâng lên đầu ấy. Đấy. Nói chung là cũng xe này. Xe này thì cũng bán giao lại cho anh Đồng luôn để La Tông chở anh Đồng đi làm đấy. Phương tiện đi lại. Đấy. Đó, cứ chăm chú là cứ đấy thôi. Vé vời là vuốt ve các kiểu đi ra đi vào là vuốt ve thế. Trời. Tuyệt vời luôn. Rồi ok, cảm ơn chị Hồng rất là nhiều. Chị Hoa Hồng rất là nhiều nhá. Cảm ơn chị đã hỗ trợ em La Tông một cái xe ở bên kênh của anh Quang Dũng. Cảm ơn chị rất là nhiều. Ok, chào các bạn nhá. Chào các bạn nhá. Rồi, mọi người xe cỏ đi những đâu thì mọi người qua bên kênh Quang Dũng Vlog để xem em La Tông di chuyển phương tiện đi lại ở những nơi nào. Ok, cảm ơn mọi người.